Phong ơi, cho em hỏi này chút xíu nghe. Anh nhìn bên kia, anh thấy gì không? Không, thấy bà vợ ngồi cho lưng kìa. Trời đất ơi, cái vợ đó. Cái vợ có hồi nào ở nơi đó tôi có một người thương, cứ chiều chiều nàng ra bờ sông ngồi dắt nhau. Xa bờ sông vui hẹn lứa đôi, mang áo cưới cho anh nhìn. Ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt đêm cao trầu, nhờ người sẽ duyên tình ta. Em chớ nên lo buồn, anh sẽ chưa cùng mẹ cha. Duyên chúng ta muôn đời, như nước trên dòng đầy. Tôi yêu nhau đã 6 năm rồi mà sao chưa nên duyên chồng. Cha thì gật đầu, mẹ thì lại quay ngang rồi bảo. Mẹ bảo, mà mẹ bảo sao vậy anh? Mẹ bảo cái thằng Tâm cái thánh nết cọc cằn, sợ sau này con Hồng về bị non, nên bà cứ dùng dằn chưa chịu trai đứa cùng nhau kết nghĩa châu trần. Làng xóm cứ bàn tới bàn lui, anh buồn riêng là vương. Từ cái bữa nhà anh qua giảm hồi, thấy mẹ lắc đầu em cũng thôi giặt áo ở bờ. Hôm có lệnh tòng quân, sao anh không cho em biết? Anh lại sợ cái lắc đầu và một tiếng không, rồi mình cứ ngó mong nói chuyện lòng vòng, chỉ gây buồn cho người đi kẻ ở. Bộ đội em vội chạy xuống Long Xuyên rồi lên Châu Đốc, nhìn những chỗ tuyển quân xa pháo hồng còn rải ra, à bóng người thương chẳng biết đâu tìm. Những bữa nhớ anh em giả đò đi chợ, kia nhà thăm hai bác cho đỡ buồn. Nghe bác nói thơ nào anh cũng nhắc tới em Hồng, bây giờ có chồng ở đâu chưa? Đọc thơ anh em mừng muốn khóc, và không biết chừng nào mình mới được gần nhau. Bên sông xưa lững lờ con nước lớn, đợi anh về sẽ giặt áo ở bờ sông.
vẫn nhớ em, dù chúng mình chưa hẹn. Em đội ơn anh rất nhiều. Anh sửa tánh cọc cằn để mẹ quý em yêu. Đêm qua phà cần thơ, anh nhìn theo con nước lớn, có dòng nước nào về chợ mới về thăm mẹ. Thấy dòng sông mang nước đi nơi nào, có về quê anh nhắn thân đôi điều rằng em nhớ thương anh nhiều. Trong trời xa dường như anh thấy chiếc áo nàng vơi, dòng sông chờ mới người ơi chưa lắm rồi, dù chưa hẹn trầu cao. Rồi em gặp anh hai, anh bảo. Bảo sao? Bảo anh bây giờ đã là thượng sĩ, tánh nết hiền lành được đồng đội thương. Trầu trên tay mẹ ngừng lại, nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng tươi cười. Nhờ đi bộ đội đó nghe bà. Xúc động dữ vậy trời. Anh nè, anh có giận hờn gì em không mà sao anh lâu về thăm em quá vậy anh? Nói gì thì nói đi. Tuy có buồn nhưng anh không dám giận, bởi cha mẹ nào cũng vì hạnh phúc của con. Nếu một lần xe duyên, nếu không phải bên, thì trọn đời chỉ chút khổ mà thôi. Anh chưa về vì biên cương còn bóng giặc, chớ nhớ em nhiều nhớ chợ mới thủy chung. Nhớ mẹ hiền lành nhưng lòng khẳng khai, nhớ bên sông xưa em ngồi giặt áo buổi trưa. Em chẳng còn sợ mất anh. Hơn 50 năm chờ, mình vẫn là chờ mới. Vì sao năm chờ có lâu lắm không ơi. Dạ xin được cảm ơn giọng ca của anh Phong rất nhiều. Cảm ơn những cành hoa tươi thắm của anh trai đã trao tặng. Cảm ơn quý vị ạ. Xin được